Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là đơn giản ai cũng làm được, đó là món canh bún. Canh bún là một món ăn mà gia đình ai cũng có thể ăn và mình có thể ăn một hai lần. Với công thức ngày hôm nay thì rất là đơn giản. Mình có một lon gia vị nấu bún riêu, nhưng mà mình sẽ dùng để làm canh bún cũng giống như vậy thôi. Thì cái hiện hiệu này có hình con cua. Nếu như mà mình không thấy hình con cua thì mình có thể mua cái hình con tôm. Hiệu này nấu rất là ngon. Mình sẽ dùng một hộp này là 400 gram. Mình cho vào một cái tô. Cái loại này nó nhuyễn như vậy nè các bạn, trong này nó có cái màu đỏ đỏ và thơm lắm. Mình cho vào cái tô, cho hết vào cái tô như thế này. Và mình sẽ cho vào đây là một pound thịt heo xay mình mua ở chợ, nó đã xay sẵn, và 2 pound tôm mình mua về. Mình rửa cho thật là sạch, mình lấy cái chỉ đen ra, rồi sau đó mình lau cho ráo, mình bỏ vô máy để mình xay như thế này. Các bạn thấy nè, nó mịn như thế này nè. Mình cho hết tất cả vào một cái tô luôn. Cho vào đây như thế này, và mình cho vào đây là một cái trứng nâu, cho vào đây. Và mình cho vào đây một muỗng canh mắm tôm Bắc, hiệu nào cũng được nha các bạn, nhưng mà thường thường là mình dùng cái hiệu này, ngon và thơm. Mình cho vào đây là một muỗng canh bột nêm gà, mình cho vào luôn. Và mình dùng nửa canh muỗng canh đường. Mình dùng đường này, mình hay thích dùng đường này để nấu ăn vì cái mùi vị nó ngon. Và cuối cùng mình không quên cho vào đây là 2 muỗng canh bột năng. Nếu ở nhà các bạn không có bột năng thì các bạn cũng có thể cho bột bắp, bột khoai, mình cho vào đây luôn. Với cái công thức này mình bỏ bột vào đây để khi mà mình trộn tất cả đều lên thì nó sẽ dính lại, mà mình cho vào nồi nước súp thì nó sẽ giữ nguyên miếng khi mà mình lấy ra ăn, rất là mềm và dẻo. Như vậy là xong cái phần trộn của canh bún. Bây giờ mình trộn đều lên nha các bạn, như thế này mình trộn hết vào. Với một phần công thức như vậy, các bạn có thể nấu ra một cái nồi lớn cho gia đình là ăn được 10 tô đó, hơn đó. Tùy theo là mình thích ăn cái này nhiều hay ít. Đây các bạn, khi mà mình cho mắm tôm nè, mình cho bột vào, mình cho trứng vào, thì khi mà mình trộn như thế này á, thì nó sẽ đều với nhau và nó sẽ giữ. Và khi mà mình bỏ vô trong cái nồi nước súp á, thì nó sẽ nổi lên và rất là mềm và ngon lắm các bạn ơi. Đây, như thế này. Rồi, các bạn thấy mình trộn không? Đó, mình cứ trộn đều. Mình càng trộn á, thì cái thịt với tôm nó sẽ nghiền chung với nhau, nó đều như thế này đó, các bạn thấy không? Thơm lắm các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ qua bên cái nồi nước súp, mình cho nó vào cái nồi nước súp ha các bạn ha. Bây giờ mình vào đó.
Bây giờ mình đi qua cái nồi nước súp. Đây. Đây là cái nồi nước súp mình đã nấu hôm qua rồi. Mình có thể dùng xương gà để mà mình nấu, hoặc là mình dùng xương heo. Mình nấu mình để qua đêm thì cái nước nó sẽ rất là trong như thế này. Các bạn thấy, mình xích lại gần cho các bạn xem ha. Đây, cái nồi nước rất là trong. Và đặc biệt là trong khi mà cái nồi nước nó đang sắp lửa sôi lên á, thì đây, cái phần này rất là quan trọng. Mình đã thường chia sẻ là cái đồ để dựng hành hay rồi bất cứ một cái gia vị gì mà mình muốn cho vào nồi, mình lấy ra cái nước vẫn trong. Thì trong này mình có là đầu hành, các bạn thấy đầu hành có rễ không? Mình rửa rất là sạch. Và đây là vỏ tôm. Vỏ tôm khi mà mình lột á, mình để lại, mình rửa sạch thiệt là sạch, mình cho vào một cái này. Rồi bây giờ cái nước trong khi nó chưa có sôi, nó hơi sôi sôi á, mình nhúng cái này vào đây. Như thế này. Đó các bạn. Ha, mình nhúng vào đây như thế này. Để chi? Để cho cái đầu hành và tôm nó ra nước ngọt và thơm. Vì vậy khi mà mình nấu cái nồi canh bún hay nồi bún riêu, mình đừng có bỏ đi cái đầu hành và đầu tôm. À, đó là cái nồi nước. Và trong cái nồi nước này mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Cho vào đây luôn các bạn ha. Và một muỗng canh mắm tôm Bắc. Các bạn biết không, mắm tôm Bắc khi mà mình nấu những cái nước súp mà về bún riêu hay canh bún á, luôn luôn nó cho mình một cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng. Rồi sau này á, mình sẽ cho thêm vào đây là 2 muỗng canh bột gà. Đây là bột gà, mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh bột gà. Cho vào đây luôn. Và mình cho cuối cùng là 1 muỗng canh đường phèn. Đây các bạn. Mỗi khi mình nấu ăn, mình dùng muỗng thì mình nên dùng những cái muỗng như là như cái này là muỗng canh hay muỗng súp, thì mình lấy đúng cái muỗng này thì mình đo nó dễ hơn cho người Việt Nam mình. Rồi, như vậy là tất cả những gia vị đã nằm trong cái nồi như thế này, thì bây giờ mình sẽ đợi cho nước sôi. Trong thời gian mình đợi nước sôi thì mình sẽ qua bên này, mình sẽ chia sẻ một đây. Đây là cái chảo mà mình đã làm màu dầu điều. Đó, mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh dầu hột dầu điều mình cho vào đây. Và khi mà mình cho dầu điều vô đó bạn, mình cho dầu điều và dầu ăn cùng một lúc khi mà cái hột dầu điều nó hơi màu đổi màu một chút á, thì các bạn tắt lửa và lấy hột dầu điều ra, thì như vậy cái màu nó sẽ rất là đẹp, các bạn đừng có để lâu quá. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này, mình sẽ xào sơ cà. Và đây là cà mà mình đã sắc ra rồi. Với công thức này thì mình dùng là 3 pao cà. Mình có thể dùng bất cứ loại cà nào mà mình thích. Thì như đây là mình dùng cái cà Roman. Cái Roman thì nó nhỏ như là các bạn. Mình cắt ra làm 4. Đó, mình cắt ra làm 4. Và trong này thì mình có 2 muỗng canh đầu hành lá. Mình xắt nhỏ như thế này. Thì trong thời gian cái dầu điều nó sôi lên một chút thì mình sẽ cho hành vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem này.
Đó, bây giờ mình đợi ha. Và bây giờ mình sẽ cho cái dầu điều vô. Thì mình làm một mình và mình cũng quay một mình, vì vậy cho nên các bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng ha. Và đây. Đó. Bây giờ mình sẽ quay qua bên này. Từ từ cho các bạn xem nè. Đó, cái dầu đó thì sắp sửa nó sôi rồi nha các bạn. Và cái nồi nước bên này cũng vậy, cũng sắp sửa sôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ xào cà với hành, mình cho vô nồi nước như thế này. Đây là cái dầu. Mình đừng có cần để cho nó sôi quá nha, mình cứ bỏ hết vào đây đó các bạn thấy không. Và đây là cái nước cà nó ra, mình đừng có bỏ ha, mình cho hết vào đây đó. Các bạn thấy không, nó như vậy được rồi, mình cho vào đó, chỉ như vậy thôi. Tất cả gia vị đã trong nồi nước súp và trong stew thì mình chỉ cần trộn sơ cà như thế này. Và mình không có để lâu quá nha các bạn, bởi vì mình không có muốn là cà nó sẽ bị bấy đó. Mình để như thế này sơ sơ và nhẹ, mình trộn sơ sơ thôi. Mình trộn như thế này để cho nó có cái mùi thơm của hành. Rồi mình sẽ cho vào cái nồi nước súp. Bên cái nồi nước súp bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là đậu hũ. Đậu hũ thì mình có thể mua ở chợ đã chiên sẵn rồi, hoặc là mình về mình bỏ vô cái air fry đó các bạn. Đây nè, mình có cái đậu hũ nè các bạn, mình mua về mình cho vào cái air fry thì nó sẽ như thế này ha. Đó các bạn thấy không, mình cho hết vào trong cái nồi ha. Đó, cho vào đây đó các bạn thấy không, ngon ha. Mình cố gắng và rất là cố gắng quay từ từ cho các bạn xem. Đó. Rồi các bạn thấy ha. Rồi bây giờ cái cà đó mình làm bên này á thì đã được rồi, mình tắt lửa nha các bạn, mình đừng có nấu lâu quá, mình chỉ sơ sơ vậy thôi. Rồi bây giờ cái nồi nước tôi thật là sôi. Và đây là cái tôm hồi nãy nè, mình bỏ vô nè các bạn thấy không, nó vẫn còn nằm trong nồi nha, vẫn nằm trong nồi đó. Thì bây giờ mình đợi nước thật là sôi rồi mình sẽ cho cái riêu cua vào. Bây giờ mình dẹp sơ sơ nha các bạn. Với cái công thức này rất là dễ các bạn ơi. Mình có thể nấu cái nồi canh bún hay nồi bún riêu cho gia đình ăn vào buổi sáng hay là buổi trưa. Một món ăn rất là đơn giản và dễ. Hy vọng là trong cái video này mình thâu lại chia sẻ cùng các bạn, và hy vọng là các bạn thích để xem. Và các bạn đừng có quên là subscribe, like và share cho mình để có động lực để mà mình nấu ăn, chia sẻ cùng với các bạn. Và các bạn muốn mình chia sẻ về những cái món ăn gì, hay đi đâu chơi, ra vườn làm việc, mỗi ngày cái cuộc sống của mình ở bên Mỹ như thế nào, thì xin các bạn cho mình chút ý kiến nha. Rồi bây giờ cái nước của mình nó sắp sửa sôi nha các bạn, thì mình sẽ bắt đầu cho cái riêu cua vào. Bây giờ mình sẽ cho nó vô, mình sẽ làm cho các bạn thấy nè. Thì cái này nè các bạn, hồi nãy đó là mình đã cho vô rồi. Bây giờ mình lấy ra nha, trước khi mình cho riêu cua vô mình đừng có để cái này trong này nữa. Mình không có cần nấu cái này lâu lắm đâu. Đó, giờ mình lấy nó ra. Mình sẽ cho nó ra hết nước nha các bạn. Rồi mình mới lấy nó ra như thế này.
bây giờ mình sẽ múc riêu cua bỏ vô trong cái nồi nước súp từ từ. Và đây là cái riêu. Cách bỏ vô nhỏ hay lớn là tùy mình nha các bạn. Và đây mình sẽ dùng cái muỗng này để mình múc, cứ một muỗng mình cho vô thì như thế này. Đây, bây giờ mình cho vô nè các bạn. Khi mà mình cho vô như vậy đó thì làm sao lúc nào là cái thịt tôm này nó chín. Nè, mình cứ cho vô như vậy là khi mà mình ăn á thì mình cứ múc ra trong cái tô, cứ mỗi một cái viên gạch cua này á, thì nó sẽ được ngon và không bị bấy. Các bạn thấy nó rất là mịn ha. Đó. Mình vẫn để cái nồi nước cho nó sôi từ từ lên, mình bỏ nó vô. Khi mà các bạn thấy nó nổi lên á, như vậy là cái tôm này là được rồi nha các bạn. Đây. Nhìn thấy ngon không? Quá ngon ha. Mình cứ cho vô từ từ. Nhìn các bạn sẽ thấy nó nổi lên trên mặt. Đó, mình cứ cho vô. Mình nhỏ hay lớn, cái viên mình muốn cho như thế nào là tùy theo mình nha các bạn. Mình thì cứ múc theo cái muỗng như vậy đó. Như thế này. Trong những video trước đó các bạn, mình hay thường nói là mình rất là thích nấu ăn, nhưng mà khi mà mình nấu xong rồi á cái mình mệt á, mình hết ăn luôn. Nhưng mà gia đình mình ăn á, rất là thích. Như thế này các bạn thấy không, bây giờ mình xích lại gần gần cho các bạn nhìn thấy nó ha, nó nổi lên nè. Đó, các bạn thấy không, nó nổi lên như thế này mà nó không có bị bấy. Đó, các bạn thấy ha, đơn giản, các bạn thấy đơn giản không? Khi mình làm riêu cua hay hoặc là riêu tôm á, các bạn cho 2 muỗng canh bột năng hay bột bắp đó hay bột khoai vô thì nó sẽ giữ lại cái viên thịt cho mình. Và bây giờ thì mình sẽ cho cà vào trong này. Đây là cà mà hồi nãy mình xào sơ đó các bạn. Mình đừng có xào nhiều quá, mình cứ xào sơ rồi mình cho nó vô trong cái nồi luôn. Mình thả nhẹ nó vô. Thì các bạn thấy không, những cái viên thịt nè, nó nổi lên như thế này, nó không có bị bấy và nó cũng không có bị tan ra hết, cho nên làm như vậy rất là ngon. Đây, các bạn thấy chưa? À, công thức nấu canh bún hay là bún riêu thì mỗi người chúng ta thì ai cũng có cách nấu khác nhau. Nhưng riêng về mình thì mình nấu món như thế này thì gia đình mình thấy là dễ ăn mà đơn giản, không có quá cầu kỳ. Đó. Và với cái công thức này các bạn, thí dụ như mình muốn nấu canh bún mà mình không có tôm, có cua hay là mình phải đi chợ Việt Nam thì thật sự ra là như là cái đậu hũ nè, các bạn có thể mua chợ Mỹ về cái mình cho vô air fry, rồi tôm, thịt bằm, cà, nước xương gà mình về mình nấu mình vẫn làm được. Chỉ có khác một cái là mình không có cái riêu. Nếu mình không có cái riêu á, thì đó như mình đã dùng cái mắm tôm Bắc mình bỏ vô thì nó đã có cái mùi rất là ngon. Đó, các bạn thấy bây giờ là nó có cái màu đỏ ha. Bây giờ mình đổ hết cái chảo mà hồi nãy mình xào với lại hành và đã cho mình cái màu rất là đẹp đó, các bạn thấy không? Và trong cái chảo này nó còn á, mình lấy chút xíu nước nè các bạn, mình chén vô trong cái chảo nè rồi mình cho hết vào trong cái nồi, mình đừng có bỏ đi uổng lắm. Các bạn thấy không, nó có một cái màu rất là nhẹ nhàng
trong cái nồi nước súp nè. Và cái nồi nước nãy giờ mình làm nó, các bạn thấy nó chưa có sôi ùn ụt, nó đâu có sôi đâu ha, nó từ từ nó nấu lên từ từ, và những cái riêu như thế này nó nổi lên rất là đẹp nè, các bạn thấy không? Đó, quá là đơn giản, quá là đơn giản ha. Rồi, và luôn luôn mình nấu ăn một cái món mà mình cuối cùng mình mới cho vào, đó là nước mắm. Mình cho vào đây là một muỗng canh nước mắm, chỉ cần một muỗng canh thôi các bạn, mình cho vô. Nước mắm nó sẽ giữ lại cái mùi thơm lâu cho mình ăn các món ăn. Đó, các bạn thấy không? Đẹp ha. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là đậu hành. Đây là bốn, mình sẽ cho vào đây là cái đậu hành nè các bạn. Đó, mình cho vào như thế này. Đó, các bạn thấy không? Mình cắt bự bự lên, mình đừng có cắt nhỏ quá, tại mình cắt nhỏ quá là nó sẽ bấy. Đó, nó bấy thì là không có ngon. Nên các bạn ha. Và bây giờ là mọi thứ đã xong với cái nồi canh bún như thế này. Các bạn thấy có dễ không? Ngon, đẹp. Thì theo cái cách nêm nếm của mình á, là vừa ăn. Còn đối với gia đình các bạn thì các bạn nên nêm trở lại theo cái khẩu vị của mỗi gia đình. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái tô bún, mình làm thử cho các bạn thấy coi có ngon không nha. Và đây là cái tô bún. Trong cái tô bún này thì mình đã có là cua. Cái cua này đó các bạn, mình mua ở chợ Mỹ, ở Safeway, nó gọi là leg crab. Thì nó cái miếng này nè, nó sẽ rất là ngon. Nó tròn như thế này mình bỏ tủ đá, khi nào mình ăn á mình lấy nó ra. Và đây là hành phi. Hành phi mình làm, hành lá. Và như vậy là cái xong là một tô canh bún. Bây giờ mình sẽ múc ra mình ăn thử ha. Rồi, đây cái nồi nước các bạn thấy không, nó đã sôi nhưng mà nó sôi từ từ. Và mình không có để lửa cao quá và nó cũng đã chín hết tất cả những cái riêu cua như thế này. Các bạn thấy là nó nổi lên hết trên mặt. Đó, các bạn thấy ngon. Ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ múc thử nha. Thì vô đây thì mình sẽ cho vào đây là một miếng riêu cua, hai miếng đậu hũ, hai miếng cà. Đây. Và cho đây là nước. Mình cho vào đây ha. Đây mình chan vào đây. Ngon không các bạn? Các bạn có thèm không? Nghe mùi thơm không? Quá thơm. À, nè các bạn thấy không? Rồi mình cho chút xíu màu thôi, đừng có nhiều quá. Và như vậy là đã xong. Mình sẽ tắt lò. Khi nào ăn mình sẽ dặn lên lửa nhẹ. Đây các bạn ơi, cái tô bún nè, ngon không? Bây giờ mình qua bên kia ha, mình ăn thử nha. Ơi các bạn, đây là một tô canh bún như thế này, ngon quá ha các bạn. Video đã đến đây thì đã quá dài. Mình rất là cảm ơn các bạn đã dùng thời gian ngồi xem video chia sẻ món canh bún với mình. Mình rất là cảm ơn các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ coi cái video này, cho mình một cái like, share và subscribe. Và các bạn thích ăn những món gì, thích trồng những cây ăn trái, hay là đi chơi, hay ngắm cảnh, hay
đi bộ cùng gia đình của mình, thì các bạn cho mình biết ý kiến nhé. Luôn luôn chúc các bạn cùng gia đình tràn đầy hạnh phúc, luôn luôn cho nhau nụ cười. Bye bye.